3X Beijing X7 lần đầu trình làng tại Trung Quốc vào tháng 6 năm 2020 với thiết kế mang hơi hướng tương lai. Rất nhanh chóng, chiếc crossover CUV đến từ đất nước đông dân nhất thế giới khiến người tiêu dùng trầm trổ bởi loạt option tiên tiến, hiện đại mà không nhiều mẫu xe hơi hiện nay được trang bị. Cụ thể 3X Beijing X7 được phân phối tại thị trường Việt Nam, thông qua công ty cổ phần thương mại Kilin GX668. Phiên bản cao cấp nhất của xe được bán ra với mức giá 688 triệu. Ngay lập tức, Beijing X7 khiến cộng đồng yêu xe Trung Quốc dậy sóng bởi thiết kế hiện đại, trang bị tiện nghi và công nghệ, miên man so với những xe trong tầm giá dưới 700 triệu. 3X Beijing X7 All New sở hữu hệ thống chiếu sáng LED toàn bộ, đèn chào mừng chủ nhân 3 chế độ. Đèn pha của chiếc xe Trung Quốc này sở hữu loạt tính năng hiện đại nhất như tự động chiếu sáng theo góc đánh lái, nâng cao tầm chiếu đèn tự động, bật tắt tự động. Trung tâm là mặt ca lăng mở rộng to bản, giúp chiếc 3X Beijing X7 trở nên hầm hố hơn, Beijing X7 mới về Việt Nam có kích thước tổng thể gồm chiều dài rộng cao, tương ứng là 4.710mm, 1892 mm 1715 mm chiều dài trục cơ sở đạt 2.800mm. Xét về thông số kích thước trên, Beijing X7 sẽ thuộc phân khúc CUV cùng các đối thủ truyền thống đang bán ở nước ta, như Honda CRV, Hyundai Tucson, Mazda CX-5. Tuy nhiên, riêng trục cơ sở của xe X7 hiện đang lớn nhất phân khúc. Ở thân xe ấn tượng nhờ hệ thống tay nắm cửa thò thụt như Range Rover Evoque và sử dụng chìa khóa thông minh. Trên gương chiếu hậu được trang bị cho xe hai camera nhằm quan sát điểm mù và quan sát lề trong gói camera 360 độ. Ngoài ra, gương xe còn tích hợp radar hỗ trợ tính năng tự động đỗ xe. Tiến ra phần đuôi, mẫu ô tô mới Beijing X7 hoàn toàn mới có cụm đèn hậu LED gợi nhớ đến thiết kế xe VinFast và được nối liền như nhiều xe Âu để tạo cảm giác liền mạch. Hơn nữa, hệ thống ống xả xe hai bên cân đối, cảm biến lùi, camera là những trang bị không thể thiếu trên Beijing X7. Không chỉ trẻ trung, hiện đại ở ngoại hình, Beijing X7 2020 còn khiến người dùng trầm trồ khi bước vào khoang lái. 3X tạo ra một chiếc xe bình dân nhưng mang những option của xe sang như màn hình và cụm đồng hồ sau lái tràn viền. Bên dưới bổ sung thêm màn hình như xe Range Rover, giúp điều chỉnh hệ thống sưởi ấm trên làm mát ghế. Vô lăng xe thiết kế dạng đề cắt thể thao, cụm đồng hồ điện tử hoàn toàn phía sau là trang bị ấn tượng trên mẫu CUV mới này. Ghế ngồi của xe bọc da Nappa với đầy đủ các tính năng như chỉnh điện hàng ghế trước, ghế lái nhớ 3 vị trí, sưởi ấm làm mát. Về an toàn, có thể nói X7 là mẫu xe dưới 700 triệu có nhiều công nghệ nhất tại Việt Nam thời điểm hiện tại. Ngoài những trang bị tiêu chuẩn, chiếc CUV này còn sở hữu nhiều tính năng cao cấp gồm hệ thống nhận diện khuôn mặt tự động điều chỉnh vị trí ghế, hệ thống đỗ xe tự động cảnh báo va chạm trước sau, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo điểm mù, tự động phanh. Trái tim xe 3X Beijing X7 là động cơ xăng tăng áp dung tích 1.5 lít tạo ra công suất 188 mã lực và mô men xoắn cực đại 275 Nm. Cỗ máy trên được ghép nối với hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép và hệ dẫn động cầu trước, theo công bố Beijing X7 tại Việt Nam có 3 phiên bản 1.5 MT giá 528 triệu, bản 1.5 T Elite giá 658 triệu và bản 1.5 T Premium với giá 688 triệu là mẫu xe rẻ nhất trong phân khúc CUV hạng C tại Việt Nam. Xe cộ